Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của Đặng Tùng Channel. Hôm nay ngày 2 tháng 4 năm 2024, Đặng Tùng lại tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn giá heo hơi của thị trường Hưng Yên, miền Bắc. Giá heo hơi một số ngày gần đây, mà cụ thể là ngày hôm nay, thì do nguồn cung lại tiếp tục có vẻ khan hiếm, nên giá heo hơi của thị trường Hưng Yên cũng như của các địa phương đã bắt đầu đang tăng nhẹ. Và cụ thể là đàn heo của nhà cậu em mình hôm nay là đang cân với mức giá là 59.000 đồng trên 1 kg. Đàn heo này thì nó xô khoảng tầm 118 cân một con đấy. Các bạn nhìn là bông của nó rất là to. Đàn heo này thì được chủ mua rất là thích, bởi vì tỷ lệ nạc nó rất là cao và chất lượng thịt thì rất là đẹp. Bởi vậy thương lái rất là tín nhiệm. Mình cũng xin nhắc lại là giá heo hơi của thị trường Hưng Yên hôm nay đang dao động với mức giá từ 57 đến 60.000 đồng trên 1 kg. Và mình cũng xin nhắc lại là giá heo của nhà cậu em mình hôm nay cân là 59.000 đồng trên 1 kg nhé. Thì do thời lượng video ngắn, mình cũng xin kết thúc video ở đây. Chúc bà con chăn nuôi sẽ gặp một mùa bội thu. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video lần sau.